Bữa nay đi câu với sư phụ mùa 1 nha các bạn. Sư phụ mùa 1 đang chuẩn bị xuồng. Đồ nè. Ở đây là lô 7. Bơi ra sông lớn đổ mồ hôi vậy đó, quay phim đổ mồ hôi, bơi đổ mồ hôi chạy này bắt đầu trời bữa nay nắng dịu các bạn. Ở đây luôn đi, đi đâu xa? Ở đây luôn đi. Tới sông lớn nha bạn. Cá ục ở đây cũng nhiều nè. Mình đánh ở đây luôn, khỏi đi đâu xa mất công. Bên này nó ít lục bình hơn rồi sư phụ. Đây là cái bọc mồi của sư phụ nha các bạn. Bữa nay mình với sư phụ đánh chung ổng trộn rồi mình đánh ké cái bọc mồi này. Đánh hết bọc mồi này mới về đó. Sư phụ vô cần. Ghe bữa nay cũng nhiều quá. Nhẹ. Cái này cốt bự hả? Thay cốt hả? Cốt bự đó hả? Chắc phải Hino 8 hả? Cùng mình nè. Tay trái nó nhẹ hơn. Mặt cá nó cầm tay bạn. Tại không thận quá, tay mặt nữa không thận. Bởi vì quýnh tay trái thì quen rồi. Quýnh tay mặt nó không có thận. Bởi vì tại tay mặt nó cầm cái cần nó mạnh hơn. Mặt cá nó mạnh hơn. Quá trời nha các bạn, đi câu quá. Đây cái nhà yến nè, yến bày vô, yến bày vô nhóc hết trơn nè. Giờ Kiên Giang rất là nhiều, chỗ nào không có cả cá vô luôn này cũng hết dây mẹ nữa. Chưa thay nữa, dây chưa thay nữa hả? Có không đâu thay. Đang khu vực Ba Hồ nha các bạn. Trời buổi chiều nó chuyển mưa bên hướng bên kia. Giọng không có mưa.
thì mượn xuồng, mượn xuồng nha các bạn. Mày tay mày dài này xuống đi, trời đi. Xuống đi. Cái vô đếm chủ xuồng mới xúc nha các bạn. Trời ơi, có bụng bự vậy. Nước. Nó đo nước quá. Này xúc bằng giặt, giặt xúc bự. Quá trời ơi. Nhanh lên quạt đuôi dữ rồi. Bữa nay nước hơi đục nha các bạn. Nước đục này có lý nè. Sụ dính cá các bạn. Rồi. Chuột luôn. Chuột luôn rồi. Đứt dây gì vậy? Đợi cho nó miết rồi mới giật. Xuống để lẩu, xuống để ăn liền chứ. Mồi dữ quá. Đá mạnh luôn hả? Cá các bạn ơi. Để giờ luôn, nó sẽ cầm qua. À, chờ giờ còn nó cầm qua đây luôn. Phía ngoài. Chạy cũng dữ quá ha. Chưa tạnh mưa nha các bạn. Nãy giờ bị mất hai cơn mưa. Quá dữ rồi, mùa này mưa dữ quá. Cá này cũng có mập. Cũng mập mớm. Bỏ vô đây hay là để ngoài sư phụ? Bỏ vô trong cái sập trước đi. Sập trước hả? Cá ục dữ nha các bạn. Mưa cá nó lên cũng vậy. Chỗ này chú đang vớt cá dồ các bạn. Đẩy cái lưới 4-5 mét. 3,5-4 mét vậy đó. Để côn. Như để côn vậy đó. Cá lên ngớp rồi dở lên. Cá dồ nó ụt dữ dân.
trước mặt.